À, vừa rồi đối với bài 15 phút, giờ thầy yêu cầu tất cả các em đều phải có camera, và ta làm 15 phút các em phải mở camera để thành thầy kiểm soát và nhắc nhở thời gian các em, tránh cái việc mà xong rồi em gửi mail cho thầy nói thầy ơi em là nộp bị trễ vậy, thầy thông cảm nhận bài giùm em đúng không? Mặc dù các em đã thấy là cái thông báo của thầy về là 15 phút là em phải nộp trước giờ đó, và thầy cho thêm 5 phút để LMS không nhận bài. Và LMS không nhận bài có nghĩa là thầy cũng sẽ không nhận bài ở ở việc các em gửi mail nhé. Rồi em nào camera không mở được chuyển qua điện thoại di động của em. Các em chuyển đi, thầy cho các em 1 2 phút để chuyển đi. Và phải đảm bảo trước giờ 15 phút tất cả các camera đều phải bật lên để thầy xem coi thực sự em có làm bài được gì hay không, và để thầy nhắc nhở cho các em. Có em nào không có camera không? Thầy nhắc lại chuyển qua điện thoại di động. Rồi, đảm bảo lắp các em có tất cả đều có camera đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục ở chương 4 nha. Chương 4 như thầy đã gửi cho các em, đó là ta đang đề cập tới lợi ích và lý thuyết trò chơi đúng không? Tất cả các em đều thấy cái slide đúng không? Thế thì khi nói tới lợi ích thì đó chính là động lực chi phối cho tất cả các hành động của mỗi cá nhân và cả một tổ chức. Ta sẽ xem xét các cái nội dung sau đây. Ta gặp lại bản quyết định mà chúng ta đã từng làm quen đúng không? Như vậy cái công ty địa ốc này có 3 phương án đầu tư vào các cái dự án A, đầu tư dự án B hoặc là không đầu tư, với các trạng thái bất động sản trong tương lai chắc chắn chỉ có 3 trạng thái này thôi, hoặc là giữ nguyên, hoặc tăng lên, hoặc là hạ xuống nha. Để tất nhiên giá trị lợi nhuận tương ứng sẽ được thể hiện trong bản quyết định này cùng với các xác suất. Những này ta quá quen thuộc. Tất nhiên khi mà chúng ta dùng cách tiếp cận EV á, tức là giá trị kỳ vọng, thì ta sẽ thấy là ta dễ dàng tính được các cái đầu tư dự án A và dự án B các giá trị khác nhau. Và theo EV thì hiển nhiên tất cả chúng ta đều biết là chọn cái dự án A rồi. Nhưng bây giờ đó là chỉ xem xét về mặt tiền tệ thôi. Nhưng bây giờ công ty mới bắt đầu coi lại thực tế nguồn lực của mình, bởi vì ta biết bất kỳ một hành động nào cũng phải dựa trên nguồn lực mà. Và những cái rủi ro có thể xảy ra liên quan tới nguồn lực. Bây giờ công ty nói nếu xét về nguồn lực thì hiện nay tình hình tài chính của công ty cũng đang không được thuận lợi đúng không? Nhưng nếu xảy ra rủi ro tương lai thì ở tương lai thì ảnh hưởng tới cái sự tồn tại của công ty. À. Và ta sẽ thấy trong cái bản quyết định hồi nãy thì nếu mà D1 thì khi mà giá bất động sản hạ xuống công ty sẽ lỗ tới 50.000 đô. Giờ đó sẽ chọn D2, D3 để tránh cái khả năng tổn thất cao này. Nhưng thậm chí nếu xảy ra tổn thất ở D2 thì công ty cũng sẽ ảnh hưởng, có thể ngừng kinh doanh. Do vậy tốt nhất là sẽ chọn D3. Vì vậy ta sẽ thấy những cái xem xét đó trong thực tế các tổ chức đều xem xét, à như vậy mình có thực hiện được các cái dự án đó không, cái nguồn lực có đủ đảm bảo để thực hiện được suôn sẻ hay không, và những rủi ro trong tương lai nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đúng không? Cái đó người ta gọi là xem xét lợi ích, tức là không phải chỉ ở mặt tiền. Và nó phản ánh thái độ người ta quyết định. Nếu mà
chúng ta người sẵn sàng đặt cược cả cái tương lai công ty vào thì cái quyết định nó sẽ là khác rồi, hoặc là đang xem xét cái công ty có tồn tại lâu dài hay không, thì ta thấy các nhân tố này có thể lợi nhuận tổn thất rủi ro, đúng không? Từ đó người ta đưa tới cái khái niệm là những cái lợi ích mà nó đang liên quan tới tiền tệ, tức là những cái điều ta sẽ xem xét bên cạnh cái giá trị của cái tiền tệ và nó đang có liên quan tới tiền tệ, tức là các cái lợi ích tiền tệ. Bây giờ đầu tiên chắc chắn ta phải cơ sở là từ đâu, từ bản quyết định. Giống như trước ta đang đề cập tới các cái hối tiếc hay các cái tổn thất cơ hội đó, ta cũng phải dựa vào bản quyết định, đúng không? Bước thứ hai là gì? Chắc chắn trong mọi quyết định thì sẽ có kết quả tốt nhất và tệ nhất. Và người ta định nghĩa lợi ích của kết quả tốt nhất chắc chắn phải lớn hơn nhiều lợi ích của kết quả tệ nhất. Bước ba là người ta sẽ định nghĩa sự may rủi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thể hiện quan điểm của người ra quyết định, tức là ở một cái xác suất nào thì sẽ chấp nhận cái kết quả, cái giá trị điều kiện đó. Như vậy kết quả tốt nhất thì có xác suất P và kết quả tệ nhất sẽ có xác suất 1 trừ T. Từ đó sẽ tính được giá trị tiền tệ. Đấy, giờ qua giả sử một cái giá trị điều kiện đó thì theo quan điểm của người này, tôi sẽ chấp nhận khi mà một cái xác suất như thế này xảy ra, ở người khác thì là chấp nhận một cái xác suất khác. Do đó đối với những bài toán về lợi ích này, chúng ta sẽ thấy luôn phải cho ra cái bản thể hiện quan điểm lợi ích của những người ra quyết định nha. Và cái lợi ích đây được tính như thế nào? Ở một giá trị tiền tệ nào đó thì cái lợi ích của nó chính là xác suất, đúng không? Nhân cho lợi ích của kết quả tốt nhất và một trừ xác suất nhân lợi ích của kết quả tệ nhất. Thì thường những kết quả tệ nhất này luôn luôn lợi ích là bằng không, tức là không có lợi ích gì cả. Do vậy nếu ta thấy trong cái tính thực chất ta chỉ tính là cái vế đầu thôi, và ta chỉ lấy cái xác suất ta nhân với lợi ích của kết quả tốt nhất thì ta ra được là cái bảng bản lợi ích. Và so sánh các cái hành động với nhau hay các phương án với nhau thì ta cũng tính giống như cách tính EV, tức là như vậy EU này, tức là lợi ích kỳ vọng này cũng là các giá trị lợi ích nhân cho xác suất, đúng không? Và tổng các cái trạng thái đó. Ta xem trong trường hợp cái ví dụ của chúng ta công ty Swordform. Bản quyết định ta đã từng có rồi ha. Sau đó phân bổ các giá trị lợi ích. Bây giờ ta có kết quả tốt nhất, kết quả xấu nhất là lỗ 50.000 đã, chúng ta đã nói rồi, ứng với cái dự án A đấy, và cao nhất là gì, cũng là cái dự án A là lời 50.000. Như vậy thì người ta quy ước, người ta lấy A, cái giá trị lợi ích ở đây là bằng 10, lớn nhất là bằng 10. Hãy nhớ đây là cái con số mà tùy ta quyết định nha. Nhưng thường ta chỉ lấy hai con số là 10 và 100. Vì sao vậy các em? Hồi nãy ta nhớ cái công thức đó là nhân cho xác suất, đúng không? Mà tất cả chúng ta đều biết xác suất là một con số lẻ. Tại vì luôn luôn lớn nhất đó là 1 mà, nó là 0 phẩy mấy. Như vậy việc ta chọn 10 là để làm gì? Là để ta đang bỏ cái số lẻ đó. Nếu em chọn 100 thì em có thể bỏ được hai con số lẻ. Và thường thì các xác suất nó ít khi nào là một con số lẻ đâu. Nó hai con không mà, phải không? Do vậy trong cái bài tập ta thấy hay người ta hay chọn 100 là như vậy nha. Bây giờ bắt đầu thể hiện quan điểm nè, tức là cái sự may rủi đây. Giờ ta đã từng ở bước 2 ta đã xác định rồi ha, 50.000 xác suất P và 50.000 xác suất 1 trừ P. Bây giờ đối với kết quả 30.000 nè, và giám đốc này quan niệm rằng
kết quả 30.000 này ông ta sẽ chấp nhận với cái xác suất là 0.95%, tức là không có sự khác biệt, đúng không? Từ đó ta tính được cái giá trị của tiền tệ của 30.000 này, lợi ích của tiền tệ 30.000 này là thế nào, là ta nhân cho cái xác suất 0.95 này, đúng không? Và cái lợi ích này nãy ta lấy cái giá trị là 10, như vậy nó là bao nhiêu? Là 9.5, đúng không? Cái giá trị lợi ích này là 9.5. Như vậy từ cái bảng đây, hồi nãy ta đang có cái bảng quyết định ha, chiếu lại quyết định là như vậy, không các em? Đây là các giá trị tiền tệ, đúng không? Giá trị lớn nhất lại là ở dự án B chứ không phải là dự án A nhé, đúng không? Thầy nhớ luôn. Như vậy dự án A nè, giá trị xấu nhất là 50.000 lỗ đó, dự án B giá trị tốt nhất là 50.000. Như vậy hai cái này, một cái này là không, phải không? Lợi ích này bằng không, một cái này lợi ích bằng 10. Như vậy điểm đặc biệt của một cái bảng lợi ích là gì? Nó không có giá trị âm, đúng không? Về một cái giá trị trong cái bảng quyết định đó, nếu là giá trị nhỏ nhất thì xem như không có lợi ích gì cả, không có ích lợi cho cái việc quyết định, đúng không? Và giá trị cao nhất thì thường ta lấy 10%. Bây giờ cái giá trị cao nhất ta là 10. Người ta tính 30.000 là như thế nào? Hồi nãy chúng ta tính đấy, phải không? Vì cái quan điểm của người ra quyết định là 95% để xếp vào một xác suất, thì khi đó là cái mới đảm bảo cho cái hành động, thì cái đó là tính ra 9. Rồi tương tự 90% cho cái 20.000 thì ra 9, đúng không? Vân vân, từ đó ta tính ra ha. Và nếu không làm gì thì là 0.75, cho ra 7.5, đúng không? Từ đó ta tính được ba cái cách thức hành động hay ba phương án này theo lợi ích của quan điểm của ban giám đốc công ty này. Đấy. Cách thức thì ta đã vừa biết rồi, nó không khác gì với EV cả. Chúng ta đã rất quen thuộc với EV thì cách thức tính này cũng là do với xác suất tương ứng thôi. Và cái EU cao nhất tức là kỳ vọng lợi ích kỳ vọng đấy, viết tắt của lợi ích kỳ vọng đấy, thì chắc chắn sẽ được chọn, đúng không? Bởi vì nó đang tổng hòa tất cả các cái quan điểm về người ra quyết định, không chỉ ở về mặt tiền tệ. Nếu mà về mặt tiền tệ ta đã có bản quyết định rồi, phải không các em? Đây, giờ ta tính ra lợi ích kỳ vọng của D1 7.35, D2 6.55, D3 là 7.5. Giống như hồi nãy ta thấy, đúng không? Bởi vì ban giám đốc thấy nếu mà như vậy, nếu mà xét về tương lai, về cái nguồn lực về mặt tài chính đó, thì rõ ràng rốt cuộc cân nhắc là không hành động gì thì là tốt hơn. Như vậy xét về lợi ích là nó là cao nhất là như vậy nha. Các em sẽ thấy là khi xem xét về các rủi ro về tài chính hay là cái nguồn lực để thực hiện thì rõ ràng hành động nó là khác rồi, đúng không? Từ cái việc hành động ban đầu là đầu tư dự án A chuyển qua là không hành động gì cả, tức là không đầu tư. Hai cái chuyện nó khác nhau. Đó. Điều này giải thích trong thực tế, chúng ta sẽ thấy là tại sao có những công ty hoặc là những cái tổ chức đó, những cái hành động của họ ta thấy về mặt tài chính nó lại không có lợi, nhưng họ lại vẫn hành động. Ví dụ như họ bỏ tiền ra rất lớn cho những cái hoạt động quảng cáo hay hoạt động PR, đúng không? Mướn những người nổi tiếng rồi cũng vâng. Nếu về mặt tài chính người ta thấy, nhưng họ đang xem xét cái lợi ích về cái việc là danh tiếng, đúng không? Hình ảnh công ty được người tiêu dùng, và đối với họ cái lợi ích đó nó đang lớn. Do đó xét về mặt tiền tệ, mặc dù họ chi ra tiền, đúng không? Ta thấy chưa thu lại, hoặc là thậm chí là cái mức tăng của doanh số không đủ về cái chi đó đâu. Đó là trong thực tế rất nhiều công ty như vậy. Đấy, chứ không phải ta thấy một cái
đợt quảng cáo hay là một cái chiến dịch PR của công ty nào đó, thì sau đó doanh thu họ đủ để bù đắp lại đâu, đôi khi không bù đắp lại đủ đâu các em. Nhưng họ đang được một cái lợi ích khác là cái hình ảnh và danh tiếng công ty. À, người tiêu dùng biết được công ty, đúng không? Có một cái hình ảnh trong đầu rồi, một cái thị phần về nhãn hiệu, về cái hình ảnh công ty. Như vậy trong tương lai họ sẽ là người sử dụng, thậm chí họ sẽ là người tuyên truyền, à, lôi kéo các người khác cùng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của công ty đó. Đó là điều công ty đang mong muốn, chứ không phải ngay bây giờ, không phải vì cái chuyện thu lại được bây giờ. Vì cái chúng ta đang tính về cái bản quyết định vừa rồi về cái tiền bạc đó là những gì mà chỉ là tiền thôi. Đấy. Các bài tập thì các em sẽ coi ha. Bữa sau chúng ta sẽ xem xét để giải, phải không? Dù sao cũng là đấy. Như vậy các em xem các cái bài tập chương 4 nè, các em sẽ thấy khi mà nó cũng giống như cái ví dụ minh họa này, ta sẽ thấy là với một cái ví dụ này ha, với ba cái quyết định hồi nãy, thì nếu ta dùng cái cách tiếp cận EV hiện tại kỳ vọng thì người ta gọi là đó là người trung dung, đúng không? Như vậy thì ta tính được ba cái này, thì cái này cái cách thức tính chúng ta đó rất là đơn giản với chúng ta, đúng không? Thì đó thầy cũng yêu cầu các em tính chỉ cho nó tốn thời gian, dư sức chúng ta tính cái này. Nhưng bây giờ như thầy nói, khi đang nói về lợi ích thì phải đưa ra cái quan điểm của những người đang quyết định. Ví dụ người thứ nhất có là với cái lượng tiền này của cái ví dụ hồi nãy, ví dụ chúng ta vừa tính theo cái EV đấy, phải không? Thì đây có những cái giá trị thực tế ở tương lai đấy, trong bản quyết định. Rồi người thứ nhất và người thứ hai, lẽ tất nhiên chắc chắn hai người này đều giống nhau ở cái giá trị max và min, đúng không? Max đối với hai người đều là lợi ích cao nhất và min là không có lợi ích gì cả. Nhưng những giá trị ở giữa hai khoản này sẽ là khác nhau, thể hiện quan điểm khác nhau. Ví dụ người thứ nhất lượng tiền 50.000 thì đối với họ khi nào mà xác suất cho cái sự đảm bảo đó là 94% thì đó nó mới có ý nghĩa. Nhưng đối với người thứ hai chỉ cần 58% là được. Anh thấy cách thể hiện cái quan điểm về cái lợi ích nó là nó sẽ khác nhau. À, tương tự, à, ta tính được cái giá trị lợi ích đó, từ cái xác suất mà thể hiện quan điểm này, sự khác nhau đó. Thế thì ta bắt đầu vẽ trên đồ thị, ta sẽ có hai loại người là né tránh và chấp nhận rủi ro. Và người ta định nghĩa là gì? Người né tránh, rủi ro là người nào? Khi ta vẽ trên cái đồ thị với trục tung là các giá trị, à, trục tung là các cái giá trị về lợi ích, trục hoành là các giá trị tiền tệ, thì rõ ràng một đường cong lồi chính là người né tránh rủi ro. À, và đường cong lõm hay là dằn lõm chính là người chấp nhận rủi ro. À, còn người trung dung tức là cái người mà nãy chúng ta vừa nói đấy, à, tức là họ đang cân bằng giữa, họ chỉ quan tâm cái lợi ích của họ là sự cân bằng, à, giữa các cái rủi ro, à, và các cái giá trị tiền tệ, tôi gọi là trung dung. Thì thường nó dạng giống như là một cái đường thẳng. Nhưng mà nếu trong bài tập này của em nè, bài tập ở chương 4, ở bài tập đầu tiên là ba người đó, em vẽ đi, em sẽ thấy ba người mà chúng ta vừa đề cập này, đúng không? Đấy. Và em sẽ coi người A, người B hay người C là loại người nào, né tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro hay trung dung. Và ta gọi tên theo như hướng dẫn này, ta thấy một đường cong lồi đó là né tránh rủi ro, một đường cong lõm là chấp nhận rủi ro. Và nó giống như dạng đường thẳng, thực ra ta vẽ ra không hoàn toàn thẳng đâu các em, nhưng mà nó là dạng đường thẳng thì đó chính là người trung dung. À, đây ta sẽ thấy người né tránh rủi ro nè, à, và người chấp nhận rủi ro. Thì người né tránh rủi ro đó, những cái lợi ích họ
cái sự gia tăng những cái lợi ích của họ là không có dạng đột biến, nhưng mà chấp nhận rủi ro là có dạng đột biến. Như vậy đối với họ, những cái giá trị mà tiền tệ thấp này lợi ích ít lắm, mà khi nào mà giá trị tiền tệ cao thì đối với họ có lợi ích rất cao. Như vậy nó thành cái này, có phải không? Những người chấp nhận rủi ro là những người có máu mà ta gọi là cờ bạc đó, đúng không? Và thật ra những người nào có máu cờ bạc để ý là họ không bao giờ họ đánh nhỏ, bởi vì đối với họ một cái xác suất thắng đó, chắc chắn xác suất đó không bao giờ lớn, phải không em? Nhưng mà chắc chắn khi mà xác suất đó xuất hiện, đó là cái việc họ thắng, họ sẽ thu được một cái giá trị tiền tệ lớn, do đó thành một cái đổ dốc này, đổ dốc, do đó nó mới thành cái dạng lớn này. Nhưng đối với người né tránh rủi ro, nó à bây giờ mình làm cái việc đó đó, đúng không, à những cái mình thu được tiền ít cũng được, nhưng mà nó chắc ăn, đó là cái xác suất nó xuất hiện ra tương đối lớn. À, những người đó thì theo cái phương châm gì, năng nhặt chặt bị, đúng không? À, họ cứ làm từ từ thu ít, vì giá trị tiền tệ họ thu được. À, nó không có tính đột biến như người chấp nhận rủi ro. À, do đó nó có hai dạng này là như vậy. À, thế đối với người thứ nhất thì ta tính là dễ rồi, phải không? Ơ u em cứ lấy xác suất em dâm vào, phải không em? Ta ra này là 37 nè, phải không? 27 cộng 10 37, tương tự ta dâm vào 57,4, đúng không? Ta dâm vào D3 này là gì? 88. Vì vậy người thứ nhất là gì? D3. Ừ, đúng không? Đây, ta coi lại cái người thứ nhất. Cái bảng này chứ. Người thứ nhất nè, chính là người đã tránh rủi ro đó, phải không? Hồi nãy nó là một đường công lội mà. Vì cái giá trị 50.000 này, đấy, nó phải đối với họ cái lợi, cái xác suất nó phải tới 94%, tức là cái lợi ích nó, thì khi đó mới đạt được 50.000, phải không? Cái hình vẽ của chúng ta nè, đấy, rồi 90% thì mới được có 50.000. Vì vậy đây là người né tránh rủi ro. À, từ đó thì rõ ràng đối với người né tránh rủi ro này thì cái hành động của họ nè là tương ứng với gì? Những cái giá trị tiền tệ mà nó không lớn. Để ta xem lại cái bảng. Cái bảng này. Anh thấy không? Để thể hiện quan điểm người né tránh rủi ro nè. Những gì họ nhận được sẽ không lớn, nhưng cái rủi ro họ nhận được cũng không quá lớn. Đó là thể hiện rõ ràng. Và ta có thể dự đoán người chấp nhận rủi ro nó sẽ là D1 nè, phải không? Đấy, nếu mà ta tính đi, đó là người thứ nhất ha. Người thứ hai là gì? Là cái người chấp nhận rủi ro đó, đúng không? Đấy, đó là D1. Wow. À, họ có thể mất rất nhiều, nhưng họ thu được cũng sẽ rất nhiều. Đó là những người mà chấp nhận rủi ro. Như vậy, qua những ví dụ này thì ta hiểu về vì sao ta có hai cái nhóm người là chấp nhận rủi ro và né tránh rủi ro. Và hai nhóm người này, nếu xét theo về cái chuyện rủi ro đó, sẽ đưa tới những cái hành động khác nhau. Giống như chúng ta đã từng ở chương 3, nhớ không? Cái người Maximus là người chấp nhận rủi ro, và em thấy vì sao họ chọn cách thức hành động mà có lợi nhất. Và chắc chắn ta thấy trong cái bản quyết định đó thì cái mà thu được lợi nhất thì cũng sẽ chịu rủi ro nhất, đúng không? Nếu mà xảy ra một cái trận hay sống, đó là Maximus đó. Giờ đó thì nói đó là người chấp nhận rủi ro. Còn người né tránh rủi ro cũng vậy, có phải không? Người né tránh rủi ro là chọn cách thức hành động nào mà ít rủi ro nhất. À, cái là Maximin, còn cái Min là việc hành động cái nào mà nó có lợi nhất các cái Min. Và như vậy cái chương 4 này là minh họa về những gì ta đề cập ở chương 3 khi ta nói về người chấp nhận rủi ro và né tránh rủi ro. Nhưng
Xét về những người đó thì những giá trị đó ước định hơn thế nào? Bây giờ ta xem ở người thứ nhất là né tránh rủi ro nhé. Thì ta tính lợi ích của, hồi nãy đó, quyết định coi là 68, phải ta nhớ không? Như vậy kỳ vọng tu là 68 thì cái giá trị lợi ích của họ là bao nhiêu? Vì ta tính được một điểm. Vì sao ta tính được một điểm này? Bởi vì ta sẽ lấy cái khoản lợi ích mà nằm trong cái quyết định lợi ích kỳ vọng tu của họ. Vì ta là 68, nó đang nằm giữa 60 và 80 không ạ? Trong cái bảng lợi ích của ta thì lợi ích 80 thì được. Của đối với quyết định 1 này là 20.000 và 60 là trừ 10.000. Thế nào? 20.000 và trừ 10.000, phải không? Đối với người thứ nhất nè. Đây. Từ đó thì ta sẽ thấy là đi ra một điểm. Như vậy đây là cái khoản này là 30.000 ha. Như vậy ta nổi suy ra ở đây là 20 lợi ích, về một điểm lợi ích là 1.500. Do đó cái quyết định về lợi ích 68 lợi ích này thì có giá trị khoảng 2.000. Và đối với người chấp nhận rủi ro đấy, đó nãy người né tránh đó, giờ chấp nhận thì cái giá trị vào kỳ vọng thu là 25, và ta thấy lợi ích là 35 đối với 20.000 và 18 đối với trừ 10.000, bởi vì 25 nó nằm giữa 18 và 35 phải không em? Đấy. Và 35 thì cái 25 nằm giữa 18 và 35, có nghĩa là trừ 10.000 và trừ 20.000. Từ đó ta thấy là gì? Một điểm có giá trị là một điểm lợi ích đây, đối với người chấp nhận rủi ro là 1.765. Thì em thấy đối với chấp nhận rủi ro thì một điểm lợi ích của họ sẽ có giá trị cao hơn. Từ đó quyết định của họ sẽ có xét một giá trị sẽ lớn hơn cho người né tránh rủi ro là 2.355. Có phải không? Đã. Nhưng bây giờ ta nói qua về lý thuyết trò chơi. Tất nhiên khi nói về lý thuyết trò chơi thì các em sẽ thấy là khi ta nói trò chơi thì rõ ràng đó là cái việc tham dự của hai hay nhiều người. Đúng không? Không thể nào tự nhiên ta chơi có một mình được. Gọi là trò chơi. Đúng không? Có hai giả định quan trọng. Thứ nhất, mỗi người chơi đều có cùng lượng thông tin. Tất nhiên trong cuộc chơi đó em có lượng thông tin nhiều hơn thì em sẽ chiến thắng. Đúng không? Thầy đã từng nói rồi, ai đã em nắm được thông tin người đó sẽ chiến thắng mà. Như vậy nếu mà em nắm thông tin nhiều hơn thì không gọi là một cái cuộc chơi công bằng được. Giả định thứ hai là gì? Ta không biết được đối thủ sẽ hành động như thế nào, tức là không biết trước chiến lược của người khác. Nó cũng giống như thực tế hàng ngày mà em chơi bài với các bạn, mà em biết đối thủ của mình là các bạn sẽ sắp sửa đánh con bài nào thì em là người chiến thắng rồi. Có phải không? Em sẽ có cách thức hành động để mà có cái lợi nhất. Do vậy hai giả định này rất quan trọng khi đề cập tới lý thuyết trò chơi, cùng lượng thông tin và không biết trước chiến lược của đối thủ. Và các chiến lược cạnh tranh tạo nên giá trị của trò chơi đối với các người chơi. Bây giờ ta xem cái ví dụ Zero Sum Game, tức là một cái trò chơi rất tổng quát. Ta gọi là kẻ được người mất, đúng không? Ta thấy trong thực tế hàng ngày. Đó lý do vì sao mà các em nghe người ta nói thương trường là chiến trường, mà đã dùng chữ chiến trường có nghĩa là gì em? Kẻ thắng người thua mà, có phải không? Đó là Zero Sum Game. Bây giờ ta xem hai đại lý bán xe với ba cái chiến lược mà ngày nay thực ra các đại lý bán xe hơi, nếu các em quan sát xung quanh, các đại lý bán xe hơi đều sử dụng ba chiến lược này. Thứ nhất là gì? Hoàn tiền trên mỗi xe. Thứ hai là tặng thêm thiết bị, rồi là các cái option, đúng không? Các cái thiết bị gắn thêm. Thứ ba là liên kết với ngân hàng để hỗ trợ khoản vay 0% lãi suất khi mua xe. Còn tỷ lệ không nhỏ những người mua xe là thường là có phải vay ngân hàng mà. Đấy. Và vì đây là một thành phố nhỏ chỉ có hai đại lý thì ta sẽ thấy là đây là một cuộc chiến, đúng không? Có nghĩa là người này có khách, người kia là đang mất đi người khách. Rồi. Khi nói lý thuyết trò chơi thì hãy xem một cái bảng về lý thuyết trò chơi luôn phải được xác định là bảng này là dành cho ai. Ví dụ, đây là bảng của đại lý A. Như vậy, đây là số lượng xe
A bán được hay là B sẽ bị tổn thất và ngược lại. Do đó ta thấy trong đây nếu một cái dấu âm có nghĩa là A đang bị tổn thất hay là B đang bán được cái lượng xe. Đó. Như vậy một dấu chương là A đang bán được 2 thì B đang bị tổn thất là mất đi 2. 2 cái lượng xe bán. Và hai đại lý này đều cùng dùng cái đều cùng sử dụng ba cái chiến lược như nhau. Và ý thức trò chơi sẽ không có ý nghĩa nếu các đối thủ sử dụng các chiến lược khác nhau. Làm sao ta có thể so sánh được, đúng không, để mà tính toán được. Thì người ta thấy cái bảng này ha, hãy nhớ đề bảng của A nha. Trong bài tập cũng vậy, em sẽ thấy người ta nói rõ đây là cái bảng dành cho quân gì, ví dụ bảng dành cho quân đỏ hoặc là cái bảng dành cho quân xanh, đúng không? Bảng dành cho người chơi A, vân. Bắt đầu xem A sẽ hành động thế nào. Ta hãy nhớ A hành động thế nào. A sẽ chọn một cái cách, cái chiến lược đi một, sử dụng chiến lược như thế nào đó mà cho dù B dùng chiến lược nào thì nó vẫn có lợi nhất. Đúng không? Thì nếu mà trong thực tế em áp dụng cách đó thì ở các cái cuộc chơi thì em sẽ giành những cái lợi thế, đúng không? Bây giờ điều đó có nghĩa là gì? A sẽ xem với những cách thức hành động của mình thì giá trị thấp nhất của mình nhận được là gì? Và A sẽ hành động như thế nào để có lợi nhất em? Xác định min rồi sau đó A sẽ hành động nha. Theo cái phương châm gì? Dạ, chọn cái mắt. Ta gọi là maximin, đúng không? Mắt của cái min mà. Chính là hoàn tiền đó. Như vậy, A cứ dùng hoàn tiền đi, B dùng cái chiến lược gì, chắc chắn A cũng có một khách hàng. Đúng không em? Nếu A dùng các chiến lược khác, có thể xảy ra rủi ro, A đã mất tới 3 khách hàng, hoặc thậm chí mất 2 khách hàng. Nhưng có trường hợp may mắn thì A có thể có được 3 khách hàng, phải không? Đây. Tương tự, vì đây là cái bảng của A, cách thức hành động tốt nhất của B là gì? Vì đây là cái lỗ của B mà, do đó B phải coi A như vậy. Đối với hành động của mình đó, mỗi cái chiến lược của mình đó, thì cái mức lỗ tối đa mình sẽ nhận được là bao nhiêu, đúng không? Như vậy A mới, B mới coi mình hoàn tiền, mình đang mất tối đa bao nhiêu. Hãy nhớ vì đây là bảng của A, có nghĩa là cái lỗ của B, vì ta phải ghi cái lỗ của B chính là giá trị lớn nhất của A, phải không? Đây. 3, ở đây là 3, đây là 1. Vì B sẽ dùng là gì? Vì đây là max, có nghĩa là B sẽ hành động làm sao mà đây là lỗ mà em. Ta gọi là gì? Ít lỗ nhất đó. Có phải không? Ít lỗ nhất là gì? Là Minimax, min của cái mắt này, đúng không? Trong ba cái này nè, B hành động sao mà chỉ là min thôi, ta gọi là minimax. Ta thấy hai giá trị này giống nhau không? A được 1, B cũng hành động sao chỉ tối đa lỗ là 1. Như vậy khi đó ta gọi chỉ nói là gì? Đó là chiến lược thuần túy. Được định nghĩa là gì? Khi mà maximin bằng minimax, tức là hai giá trị nó bằng nhau đó. Giá trị trò chơi chính là giao của các cái chiến lược tối ưu mỗi bên sử dụng. Vì mỗi bên hành động sao cho không phụ thuộc vào hành động bên kia, do đó chúng ta nói là gì? Sẽ không thể nào cải thiện kết quả khi có một cái chiến lược thuần túy này xảy ra. Hay cái giá trị tối đa mỗi bên chỉ là đạt được vào như vậy thôi. Đây. Nhưng trong thực tế ta sẽ thấy là nó phải sử dụng một chiến lược hỗn hợp, có nghĩa là trong một khoảng thời gian thì A sẽ sử dụng cái chiến lược A1, một khoảng thời gian sử dụng chiến lược A2, đúng không? Khi nào? Khi mà maximin không bằng minimax, và chuyện này rất thường xảy ra, khi đó phải sử dụng chiến lược hỗn hợp. Tất nhiên giải pháp tối ưu là gì, như thầy vừa nói, bao nhiêu phần trăm thời gian, tức là tần số đấy, là sử dụng chiến lược này, bao nhiêu phần trăm thời gian sử dụng chiến lược kia, đúng không?
khi chiến lược hỗn hợp thì ta sẽ phải có ở cái dạng 22 thôi. Đây ta lấy ví dụ này. Giờ ta có minimum của A là 4 và 5, tức như A là maximin mà. Người ta sẽ thấy là gì? Là giá trị 5. Nhưng mà B là minimax, đây giá trị 8. Như vậy rõ ràng hai giá trị đâu có bằng nhau, phải không? Từ đó ta sẽ thấy, ta tính cái xác suất này như thế nào. Giờ ta nói A, xác suất B gần như A chọn chiến lược A1, xác suất 1 trừ B là A2, không? Như vậy nếu mà chơi B chọn B1, điều gì xảy ra? Đây, ta sẽ thấy cái giá trị mà người B nhận được là 4B cộng 11 của 1 trừ B. Đấy, chúng ta vừa thấy 4B là người chơi B là chọn B1, phải không? À, thì cái giá trị người A nhận được là gì? Là 4B cộng với 11 của 1 trừ B. Bởi vì A, cái chiến lược A, B là xác suất B đó là A sử dụng cho cái A1 và 1 trừ B là cho A2. Như vậy cái giá trị mà A nhận được chính là, ta phải nhân hai cái này với nhau, phải không? Cộng hai cái giá trị với nhau. Tương tự nếu người chơi B chọn B2, khi đó giá trị của người A nhận được là gì? Là 8B cộng với 5 của 11 trừ B. Như vậy A phải chọn chiến lược A1, A2 như thế nào để không phụ thuộc vào cái việc người chơi B chọn B1, B2. Thì đó có nghĩa là gì? Hai cái biểu thức này phải bằng nhau, phải không em? Giờ cho dù B chọn B1 hay B2 thì cái giá trị A nhận được cũng không thay đổi. Vì vậy hai cái này phải bằng nhau chứ, đúng không? Hãy nhớ đây là cái giá trị A nhận được nha. Khi người chơi B chọn B1, khi người chơi B chọn B2. Như vậy khi đó là gì? Hai giá trị kỳ vọng này phải bằng nhau. Ta tính được B, phải không em? Tính được đây. 0.6. Ta kết luận là gì? A chọn xác suất 0.6 cho chiến lược A1 và A2 là 0.4. Tương tự, đổi Q chiến lược B1, 1 trừ Q, người chơi chọn chiến lược B2. Về người chơi A chọn A1 thì chắc chắn cái giá trị mà B nhận được là gì? Người chơi A chọn A1 thì giá trị B nhận được là gì? 4Q là cộng với 8 của 1 trừ Q, có phải không? Đây. Và nếu người chơi A chọn A2 thì đó là 11Q cộng với 5 của 1 trừ Q. Và giống như cách tính kia, ta tính được quy, phải không? Như vậy B phải chọn cái xác suất quy, xác suất cho quy một cho B1 và B2 như thế nào để không có phụ thuộc vào người A. Như vậy hai giá trị đó bằng nhau, hai biểu thức bằng nhau, đúng không? Hay cái xác suất quy ta tính được là 0.3. Từ đó ta kết luận là gì? B sẽ chọn chiến lược B1 với xác suất 0.3 và B2 với xác suất 0.7. Nhưng rõ ràng chúng ta đang thấy là vấn đề của B là gì? Của chúng ta là gì? Nãy ta vừa nói, điều ta vừa đề cập chỉ đúng với cái ma trận 22, tức là mỗi bên sử dụng hai chiến lược. Nếu mỗi bên sử dụng ba chiến lược thì chuyện đó thế nào? Bây giờ ta thấy giá trị trò chơi là chắc chắn hai người bằng nhau rồi đấy. Ta dễ dàng tính, đúng không? Ta cứ việc bỏ cái B vào trong bất kỳ biểu thức nào của A hoặc là B thì đều ra được là giống nhau, đúng không?
Bây giờ ta xem nè, ta sẽ xác định một chiến lược nào bị chi phối để chuyển nó từ 33 này về 22, đúng không? Vì ta thấy là maximin ở đây là bằng 0 nè, khác với minimax ở đây là bằng 3. Như vậy ta sẽ chuyển cái chiến lược nào mà bị chi phối. Và chúng ta hãy nhớ chiến lược bị chi phối là gì? Là chiến lược mà khi ta thực hiện nó thì đã có một chiến lược khác có kết quả tốt hơn ở mọi giá trị. Như vậy ở đây ta sẽ so sánh từng cặp nè. Ta so A1 với A2, vâng. Rồi ta so A2 với A3. Rồi ta so A1 với A3. Rồi ta so A1 với A2. Thì ta thấy không có chiến lược nào bị chi phối cả, đúng không? Nó đâu có lớn hơn ở tất cả các cặp đâu. Bây giờ A2 với A3 cũng không, phải không? À, nhưng nếu ta so A1 với A3 thì ta thấy là chiến lược A3 chính là chiến lược bị chi phối, bởi vì khi A thực hiện chiến lược A1 sẽ nhận được cái giá trị, toàn bộ các giá trị đều tốt hơn A3. Các em có thấy không? Đấy, 6 tốt hơn 3 hiển nhiên rồi, 5 tốt hơn 4 rồi, lỗ 2 tốt hơn lỗ 3 rồi, đúng không? Như vậy A3 ta sẽ bỏ đi, phải không? Bây giờ ta còn cái bảng này nè, ta mới bắt đầu xem coi chiến lược nào đối với B là bị chi phối. Ta cũng so sánh từng cặp đó, phải không? Hãy nhớ vì đây là cái chiến lược của A. Thường những cái sai sót của chúng ta là ta quên rằng đây là cái bảng của A. Như vậy vì đây là cái lỗ thì rõ ràng đối với B này thì ta phải xem coi hay mà giá trị âm là B đang có lợi đó, không? Thì ta bắt đầu coi, ta so B1 với B2. À, thì ta thấy rõ ràng B2 đang có ưu thế hơn B1. Hay nó khác đi, thực hiện B1 thì B chỉ lỗ hơn so với thực hiện B2, có phải không? À, bởi vì ở đây là người B sẽ lỗ 5, trong kia đây lỗ 6, ở đây người B không lỗ, đây là lỗ 1. Như vậy B1 là bị chi phối. À, và từ đó ta có được cái bảng này. À, và ta có thể tính được P và Q, đúng không các em? Chuyện đó không khó với chúng ta. Rồi các mô hình lý thuyết trò chơi khác ha. Dạ thì, thầy ơi. À, dạ mình đến giờ kiểm tra 15 phút rồi á thầy, mình kiểm tra xong rồi. Rồi, theo đồng hồ của thầy là mới có 3 giờ 33 đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ 35. Rồi chúng ta, tất cả các em, bây giờ thầy sẽ thoát ra, đúng không? Để tất cả các em bật camera lên, các em vào LMS, lấy bài 15 phút và làm ngay trên bài đó. Nhớ nha, thầy đã